Cuộc đời và binh nghiệp, tác giả Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, giọng đọc Hải Yến, số 1. Thời thơ ấu nhọc nhằn. Tôi sinh ngày 20 tháng 7 năm 1949, Kỷ Sửu. Sau này nghe mẹ tôi kể, tôi sinh lúc 8 giờ, các cụ gọi là giờ thìn. Ngặt nỗi, lúc đó quê tôi bị giặc Pháp chiếm đóng, nhà quá nghèo. Bố phải đi lái đò ngang trên sông Hồng để kiếm sống, nên không có tiền làm giấy khai sinh cho con. Quê tôi, làng Năm Mẫu, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, một thôn nằm bên bờ sông Hồng, đối diện với xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay là Hà Nội. Như bao làng quê Việt Nam thời Pháp thuộc, quê tôi nghèo đến nỗi không thể nghèo hơn nữa. Khi biết nhớ, tôi chỉ nhớ được mỗi cảnh đói nghèo, khốn khó triền miên. Làng Năm Mẫu là vùng Tề, chỉ cách đồn bốt của thực dân Pháp hơn một cây số. Khi tôi lên 4 hoặc 5 tuổi, đã thấy cảnh lính Pháp hành quân qua làng để càn xuống làng Kiến Châu. Quân Pháp sục vào làng, bắt đàn bà con gái để hãm hiếp, rồi lấy luôn cả quần của nạn nhân. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi đã phải chứng kiến những thảm cảnh đau lòng ấy. Lúc đó, cho dù tôi chưa có ý thức, nhưng rất căm thù giặc Pháp vì những gì chúng đã gây cho làng Năm Mẫu, Kiến Châu. Có lần, 6 tên lính Tây Đen sục vào làng tôi, toàn bộ đàn bà con gái, trong đó có mẹ tôi, đều bỏ chạy. Chúng không bắt được ai, hậm hực kéo ra đầu làng, thấy con bò cái của cụ Thỉnh buộc ở đó, chúng lấy súng bắn què hai chân sau và hiếp con bò. Ba anh em tôi, anh Đình, anh Thiết và tôi, đã phải chứng kiến cảnh con bò trở thành nạn nhân của đám Tây Đen. Sau này nhớ lại, tôi vẫn còn cảm giác ghê tởm thói cầm thú của quân xâm lược, vì chúng không tha bất cứ ai, kể cả súc vật. Năm tôi 8 tuổi, các cụ cao niên trong làng quyết định mở một lớp học tại đình làng. Tôi xin bố mẹ cho đi học. Giáo viên không ai khác là thím tôi, tên Nguyễn Thị Nhi, cũng chỉ biết đọc, biết viết, ít chữ quốc ngữ. Năm lên 10, tôi mới được học trường phổ thông cấp 1 của xã Tứ Dân. Nhưng trước đó một năm, khi lên 9 tuổi, gia đình tôi gặp nạn do có kẻ vu khống. Bố tôi bị bắt vào trại giam của tỉnh Hưng Yên. Mẹ tôi thêm lam lũ, tần tảo nuôi 4 anh em. Tôi là con đầu nên phải ở nhà trông em, để mẹ đi xa mót ngô khoai về nuôi con. Trong số 3 anh em, có chú Đốc là Út bị lòa hai mắt, gia đình không có tiền chữa chạy. Thương em, tôi cõng Đốc vào làng Mạn Xuyên cách một cây số để nhờ ông Lân là một y tá tiêm thuốc kháng sinh cho em. Vốn là người tốt bụng, ông Lân điều trị miễn phí cho Đốc suốt cả tháng trời. Nhờ vậy, chú Đốc mới lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đó cũng là lúc bố tôi được minh oan và trả tự do. Nghe bố tôi kể lại, gia đình mới biết tại sao bố tôi phải ngồi tù oan. Số là cả đời ông nội và bố tôi đều phải đi ở và làm thuê cho địa chủ Ngô Quang Mạch. Năm 1956, khi nhà nước thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất, gia đình tôi nghèo, dân làng xét chia cho một trái bếp của địa chủ Ngô Quang Mạch, với điều kiện đổi căn nhà của gia đình ở đầu làng cho Ngô Quang Lập, con của địa chủ Mạch, và tịch thu toàn bộ gia sản của địa chủ. Riêng căn nhà của địa chủ Ngô Quang Mạch thì xã cho phá và vận chuyển vật liệu về dự định xây dựng một số cơ sở của xã. Số gỗ còn lại chưa kịp chuyển thì bị kẻ gian lấy trộm. Vì nhà tôi ở ngay đó nên xã quy trách nhiệm là bố tôi. Bố tôi kêu oan nhưng không được, bởi người buộc tội không phải ai xa lạ, mà chính là người anh họ của ông nội tôi, tên là Trần Văn Xưa, trưởng thôn Năm Mẫu lúc bấy giờ. Như đã nói, năm 1958, bố tôi được ra tù, trở về quê làm ăn.
Khi quê thành lập hợp tác xã, gia đình tôi vào hợp tác, trở thành hộ đầu tiên được hợp tác xã giao ruộng đất. Lần đầu tiên, mẹ con tôi có đất để cày cấy, còn bố tôi do mặc cảm đã rời quê đi làm mướn ở Hà Đông, sau đó lên Thái Nguyên đóng gạch mướn cho xưởng gạch Tân Long, nay là phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Từ khi vào hợp tác xã, cuộc sống gia đình tuy được cải thiện, nhưng với vùng quê nghèo đói kinh niên như làng Năm Mẫu, chỉ được 2 năm đầu, còn từ năm 1960 trở đi, bị mất mùa liên tục, thành thử bữa đói bữa no, cả làng đều thiếu đói chứ không riêng gì gia đình tôi. Trước tình hình đó, nhiều hộ xin ra khỏi hợp tác xã, riêng gia đình tôi vẫn kiên trì ở lại. Sở dĩ gia đình tôi có được bữa cơm bữa cháo đều nhờ cậy vào gia đình bác rể Cao Văn Thùng ở Hà Nội. Bác Thùng vốn làm thợ ở mỏ than Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh. Còn già tôi là Chu Thị Gái, chị ruột của mẹ tôi, thì ở Hà Nội sống bằng nghề buôn bán đèn cồn ở chợ trời. Một mình già buôn bán tảo tần, không chỉ nuôi anh chị tôi ăn học, mà còn dành dụm một phần để cưu mang mẹ con tôi. Mỗi lần nghe mẹ tôi nói đi Hà Nội để ăn dỗ ngoại, thì y rằng đêm hôm đó anh em tôi không sao ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để theo mẹ lên Hà Nội. Nhìn thấy anh em tôi đói rách, già tôi rất thương, thường dẫn chúng tôi đến cửa hàng thương nghiệp ở đầu phố, mua quần áo cho anh em tôi bằng tiêu chuẩn tem phiếu của gia đình già. Thỉnh thoảng, già đưa các chị tôi về thăm quê, gặp lúc nhà hết gạo, mẹ tôi phải luộc củ đót, củ rong giềng, khoai, ngô cho các chị tôi ăn. Lạ miệng các chị tôi ăn rất ngon lành, còn chúng tôi thì quá ngán điệp khúc ngô khoai củ đót. Tôi nhớ có dạo nhà già tôi buôn bán ở Hà Nội cũng khó kiếm sống, bác trai bèn đưa cả gia đình xuống Mạo Khê, nhưng chỉ được một thời gian ngắn không trụ nổi. Già tôi lại dẫn các anh chị tôi về Hà Nội buôn bán đèn cồn cho đến khi già tôi qua đời. Vài năm sau, bác trai cũng về nơi chín suối với già tôi, mà ơn nghĩa gia đình bác dành cho chúng tôi chưa một lần được báo đáp. Nhưng điều xót xa nhất đối với tôi là khi cả hai bác ra đi về cõi vĩnh hằng, tôi đều không về kịp để nhìn mặt lần cuối. Tôi tin rằng vong linh của hai bác ở cõi âm cũng tha thứ cho tôi. Trước cảnh gia đình khốn khó, năm tôi học dở lớp 3 thì bố bảo nghỉ học để theo ông lên Thái Nguyên làm mướn. Lúc đó tôi 13 tuổi, lần đầu tiên xa mẹ và các em, theo bố đi tận Thái Nguyên. Tôi rất buồn tủi khi phải xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, xa các bạn. Thấy tôi hiếu học mà bỗng dưng bỏ học, thầy giáo Đặng Nhân Trản nhiều lần đến nhà tìm nhưng không gặp, vì tôi đã theo cha tha phương kiếm sống. Sau gần một năm theo cha đóng gạch, tuy chưa kịp đủ lớn để làm thuê, nhưng tôi được giao công việc đào đất rồi nhào nặn cùng với con trâu thuê của dân để cày xéo đất cho nhuyễn, sao cho đất mịn đóng lại thành từng quả rồi cắt ra thành miếng mang đến cho bố tôi đóng, khoảng 1.000 viên mỗi quả. Khi gạch khô, tôi dùng lưỡi dao nhỏ tự chế cắt cho vuông đầu sát cạnh và xếp vào một chỗ, chờ chủ gọi dao gạch vào lò để nung thành sản phẩm. Chủ lò gạch là ông Nguyễn Văn Thọ, từng là bộ đội tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông là người cùng quê Khoái Châu, Hưng Yên với bố tôi. Năm 1954, ông xuất ngũ về địa phương và tự mở lò gạch này. Tuy là chủ, nhưng vợ chồng ông rất tốt bụng và phúc hậu. Biết tôi hiếu học nhưng nhà nghèo, lại là đứa trẻ hiếu động, hay đến hiệu sách đọc ké và sinh sự. Mỗi lần tôi gây chuyện, bà Thọ đều đến xin lỗi thay cha tôi. Vì nghĩa tình ấy, tôi rất kính trọng ông bà, coi như cha mẹ đẻ. Cho đến nay, tôi vẫn qua lại thăm ông bà và gọi bằng bố mẹ. Các con gái của ông bà cũng coi tôi như anh trai, và thực sự anh em tôi rất quý mến và trân trọng nhau. Cho dù sau này trưởng thành
các cô ấy đều là các nữ tiến sĩ khoa học. Cuối năm 1963, tôi bước vào tuổi 14, lại nghĩ cứ theo bố làm mướn như thế thì chẳng có tiền. Tôi có ý định tự lập, bèn bỏ nơi làm chung với bố đến một lò gạch thuộc xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ làm thuê và đổi tên là Dung để bố tôi không thể tìm được. Ông chủ lò gạch tên là Tạo, quê ở Đại Quan, Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Thấy tôi là người cùng quê, mới tí tuổi đã phải đi làm thuê. Ông hỏi gia cảnh rồi vui vẻ nhận và cho tôi ở tại nhà như một thành viên trong gia đình. Ông cho tôi nung gạch theo khả năng của tôi, nhưng chỉ được một tháng tôi lại xin đi chỗ khác. Vì tôi làm mướn mà ông coi tôi như thành viên trong gia đình, nên chỉ cơm nuôi cho quần áo mặc mà không trả lương. Khi tôi chuẩn bị rời nhà ông Tạo, thì anh Ngọc, chủ nhiệm hợp tác xã Xuân Quang, ra gặp tôi và mời đến nhà nói chuyện. Trước hết, anh hỏi tôi về gia cảnh, rồi chuyện học hành và tại sao mới ít tuổi đã phải đi làm mướn với công việc nặng nhọc so với tuổi đời như thế này. Tôi kể hết cho anh nghe hoàn cảnh gia đình, làng quê tôi. Khi nghe xong câu chuyện của gia đình và bản thân tôi, anh đứng dậy bắt tay tôi với tình cảm như người anh cả. Anh nói, anh là đảng viên, lần này xung phong nhập ngũ. Trong nhà anh là con trai duy nhất, chỉ còn mẹ già và hai cô gái là Mai 15 tuổi, Xuân 12 tuổi. Anh giao mẹ và hai em gái cho tôi cùng toàn bộ gia sản gồm nhà cửa, con bò và công cụ lao động. Riêng cô Mai lớn lên đủ 18 tuổi sẽ gả cho tôi. Anh cho biết trước khi nói chuyện với tôi, anh đã trao đổi với mẹ và các em gái. Nghe anh Ngọc nói, tôi toát mồ hôi hột, mặc dù lúc đó tiết trời tháng 10 đã se lạnh. Tôi chỉ biết trả lời anh rằng, để em suy nghĩ. Tôi quay về nhà chủ cũ lúc trời đã lên đèn. Ông chủ Tạo hỏi tôi, sao em đi đâu mà để cả nhà chờ cơm? Tôi kể cho ông bà nghe chuyện gặp anh Ngọc, chủ nhiệm hợp tác xã. Nghe xong ông nói, chuyện đó cũng tốt, nhưng anh muốn em đến chỗ cụ Doanh, cách khoảng 1 km. Vì hai ông bà tuổi đã ngoài 60, chỉ có một cô con gái duy nhất, năm nay 14 tuổi. Hôm nọ, ông bà đã nhìn thấy em mò cá gần cạnh nhà họ. Ông bà muốn xin em về làm con nuôi. Ông Tạo đã nhận lời cụ Doanh, nay lại có chuyện này, không biết phải nói sao với cụ Doanh đây. Tôi lặng thinh, chỉ cầm củ sắn luộc ra đầu nhà ngồi ăn. Đang ăn thì anh Ngọc đến gặp ông chủ Tạo để nói chuyện. Ông Tạo nói, tao vừa nghe nó kể. Sau khi biết được ý định của ông Tạo, anh Ngọc xin ông Tạo cho tôi về nhà ngủ với anh một đêm. Ông Tạo đồng ý và tôi đến nhà anh Ngọc. Khoảng 10 giờ đêm, trời rừng núi Thái Nguyên tối đen như mực. Anh Ngọc dẫn tôi vào nhà, mẹ anh ra đón dẫn tôi vào giường của cụ. Có cả hai cô gái Xuân và Mai ngồi đó. Anh Ngọc bảo cô Mai dọn cơm tối, tôi nói là ăn rồi, mời cả nhà ăn cơm. Tôi ngồi cạnh anh Ngọc cho anh vui. Sau đó, tối đến tôi không sao ngủ được. Đến khoảng 12 giờ đêm, có tiếng gà gáy, tôi dậy và rón rén ra khỏi nhà để về nhà ông Tạo. Đi khoảng 20 bước, tôi thấy có bóng đen đi theo. Tôi vốn rất sợ ma, bèn ngồi xuống. Nhưng bóng đen cứ nhích lại gần. Tôi lấy hết sức bình tĩnh, hỏi, ai đó? Thì có tiếng trả lời, Mai đây. Tôi đứng dậy hỏi, Mai đi đâu? Mai trả lời, tôi theo bạn. Tôi hỏi, theo tôi làm gì? Mai trả lời, tôi không ngủ được. Thấy bạn dậy, tôi cũng dậy. Và theo bạn xem bạn đi đâu. Tôi nói tôi về chỗ làm mướn để đóng than vì gạch sắp vào lò. Bỗng Mai bước lại gần tôi và đổi giọng, cho em theo với. Thế là tôi và Mai đi về chỗ tôi làm mướn và gặp người làng của Mai đi chợ. Hôm sau, cả làng đều biết tôi và Mai đi chơi đêm. Họ hàng nhà Mai đến mắng Mai là còn trẻ con mà đã đi chơi với trai. Mẹ và anh Ngọc đều bực mình với tôi vì lời đồn thổi của người làng. Tôi rất buồn. Hai ngày sau, anh Ngọc đến gặp tôi.
và đưa tôi ra ruộng lúa của anh đã gặt lâu rồi để dạy tôi cày ruộng. Và tôi đã biết cày ruộng từ đấy. Thế là tôi vừa đóng gạch mướn, vừa cày ruộng thuê. Hễ nhà nào cần cày, anh Ngọc bảo tôi đến đó. Khoảng 15 ngày sau đó, anh Ngọc nói với tôi: "Trưa nay chú phải ở lại ăn cơm với gia đình." Trưa hôm đó, anh Ngọc thịt gà và mua thịt lợn. Cô Mai mặc áo mới, tôi rất hồi hộp. Sao hôm nay nhà anh Ngọc cư xử với tôi rất lạ. Khi cả nhà ngồi đông đủ, anh Ngọc lên tiếng: "Anh nói cho chú biết, huyện Đồng Hỷ mới có giấy báo hôm qua là anh không đi bộ đội nữa mà đi học ở tỉnh." Tôi mừng quá, ăn xong cơm liền trở về nhà ông chủ Tạo. Ông hỏi tôi: "Sao hôm nay tao thấy mày vui vẻ thế?" Tôi kể chuyện cho ông nghe về bữa cơm trưa tại nhà anh Ngọc. Anh Tạo nói: "Thế thì tốt quá." Tôi đến chưa kịp ăn cơm thì tôi đã chui ngay vào ổ rơm ở cạnh lò gạch ngủ. Ông Tạo cho con ra gọi tôi dậy ăn cơm. Tôi trả lời không ăn. Ông lo lắng hỏi tôi có sao không. Tôi nói không ăn vì hãy còn no từ bữa trưa chứ không phải ốm. Ông mới yên lòng. Thế là tôi ngủ một mạch đến 3 giờ sáng. Khi mọi người còn đang ngon giấc, tôi vào nhà lấy bộ quần áo rách của tôi mà vợ ông chủ Tạo đã vá giúp lúc chiều. Sau đó tôi lặng lẽ rời nhà ông Tạo mà trong túi chỉ có 5 hào. Tôi đi tìm chỗ khác làm mướn. Nếu ở lại, sớm muộn gì cũng bị ông chủ Tạo đưa đi làm con nuôi nhà cụ Doanh thì tôi sợ lắm. Dọc đường đi, tôi toàn lội tắt ruộng, không dám đi đường lớn vì sợ ông Tạo đuổi bắt. Tôi nhớ và cảm ơn anh Ngọc rất tốt với tôi, nhưng không dám quay lại chào. Nếu quay lại thì chính anh Ngọc sẽ là người giữ tôi chứ không phải ông chủ Tạo. Rời khỏi nhà ông chủ Tạo, tôi đi một mạch đến chiều tối, ghé vào một khu lò gạch xin ngủ nhờ. Lần đầu tiên tôi gặp đôi vợ chồng còn rất trẻ đang đóng gạch. Tôi lân la làm quen và nhờ anh chồng xin việc. Anh nhìn tôi vừa cười vừa nói: "Cậu bé thế làm sao đóng gạch được?" Tôi nói: "Tôi là thợ đóng gạch chuyên nghiệp." Chị vợ càng cười to hơn: "Mày làm thử tao coi." Rồi chị đưa tôi cái khuôn gạch đang đóng để tôi đóng thử. Còn chị về thổi cơm và cho con bú. Tuy bụng đói nhưng tôi vẫn trổ tài cho họ biết. Và tôi đưa ra thấu trước từng hàng 3 miếng một. Rồi tôi đóng thi với anh chồng. Hàng của tôi lúc nào cũng nhanh hơn. Gần đến tối tôi đổi chỗ cho anh. Chỉ khoảng 40 phút tôi và anh đã đóng được khoảng 800 viên. Anh khen: "Cậu giỏi thật, hơn cả tôi." Lúc đó chị vợ đến gọi anh về ăn cơm. Chị thấy đã kín sơn gạch, bèn khen lấy khen để, rồi mời tôi vào ăn cơm. Tôi giả vờ nói không đói, nhưng anh chị cứ kéo tôi vào. Kỳ thực tôi đói cồn cào, không chịu được nữa. Tôi ngồi ăn cơm với vợ chồng chị và bà mẹ của anh ở quê lên giữ cháu. Chị nhìn tôi ăn, biết tổng tôi rất đói, nên vừa ăn vừa chờ. Tôi ăn loáng một cái, đã hết 3 bát cơm. Xong bữa, tôi nhanh nhẩu bưng mâm bát đũa ra rửa. Chị vợ bảo tôi để đó chị rửa, con trai ai lại đi rửa bát. Khi lên đèn, anh chị mới hỏi quê quán tôi ở đâu, sao lại đi kiếm sống một mình. Tôi kể hết gia cảnh như đã kể với ông chủ Tạo. Chả hiểu sao tự dưng anh chị lại kể cho tôi nghe về gia cảnh của họ. Anh tên là Nhất, quê ở Bình Lục, tỉnh Nam Hà. Còn chị tên Hồng, quê ở xã Đại Quan, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chỉ cách quê tôi 5 km. Thế là tôi lại có thêm người cùng quê. Và tối hôm đó, anh chị cho tôi ngủ cạnh chiếc chõng tre của bà cụ, mẹ của anh. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm ra sân gạch của anh chị, dùng dao cắt chân rết của các viên gạch cho sạch. Khi dậy không thấy tôi, anh chị ra sân gạch thấy tôi đang làm, rất mừng vì biết tôi không bỏ đi. Từ đó tôi trở thành người làm công của anh chị. 2 tháng sau, anh chị trả cho tôi 20 đồng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi làm thuê và được trả công. Rồi anh chồng vào thôn báo lại với ông chủ nhiệm hợp tác xã
là nhà anh ta có thêm đứa em trai ở quê lên và tôi được theo anh vào nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã. Tôi nhìn lên tấm bằng khen treo chính giữa gian nhà, thấy ghi địa điểm trên tấm bằng khen là trường sĩ quan lục quân. Đích thị ông chủ nhiệm từng là bộ đội, nay xuất ngũ về xã Xuân Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tôi được anh chị chủ nhà tin tưởng, giao cho việc hàng tháng đến ban chủ nhiệm hợp tác xã lĩnh gạo và tiền lương. Một hôm, chủ lò gạch của tôi nhận thêm một thanh niên vào làm công. Anh ta khoảng 18 tuổi, tên là Văn, quê Bình Lục, cùng quê với anh Nhất. Thế là tôi có bạn đồng nghiệp mới. Anh Văn làm quen với tôi và hỏi chuyện học hành của tôi. Tôi kể với anh rằng tôi mới học lớp 3 vì nhà nghèo phải thôi học, phiêu bạt lên Thái Nguyên làm mướn, kiếm sống. Anh Văn kể rằng đã học hết lớp 7 cũng vì gia cảnh quá nghèo phải đến xã Xuân Sơn làm mướn. Biết cùng cảnh như nhau, tôi nhờ anh dạy học vào sau mỗi bữa cơm trưa và tối. Khi mọi người đã đi ngủ, anh Văn vui vẻ dạy tôi học. Chỉ sau 2 tháng, tôi đã học hết vốn liếng chữ nghĩa của anh. Sách vở của tôi là Sân đóng gạch bỏ trống, bài kiểm tra cũng như lời phê và điểm thầy Văn cho cũng nằm ở trên sân gạch. Tình cảm của tôi và anh Văn trở nên thân thiết như anh em ruột thịt. Có lần trời mưa tầm tã suốt 2-3 ngày, không làm được việc gì, anh Văn bảo tôi: "Dung ơi, anh em mình đi kiếm việc khác làm đi." Tôi trả lời để xem chủ có đuổi không, riêng em thì mang ơn anh Nhất chị Hồng nhiều lắm. Thế là anh Văn đi một mình. Sau này, tôi được tin anh Văn đã về quê và xung phong đi bộ đội. Hình ảnh của anh, một người thầy, in đậm trong ký ức của tôi cho đến nay. Nhờ kiến thức học ở quê và anh Văn dạy, sau khi thống nhất tổ quốc, tôi tự học. Và các trường trong quân đội dạy tôi trở thành cử nhân khoa học quân sự, cử nhân luật và là nhà báo chuyên nghiệp. Vào một ngày tháng 3 năm 1964, trời quang, nắng rất sớm, tôi đang dỡ các tấm phên che gạch ra, chuẩn bị xếp gạch vào lò, bỗng nghe chị Hồng gọi. "Dung ơi, vào đây tao bảo." Tôi nghe giọng chị rất lạ, không biết chuyện gì đã xảy ra sau việc anh Văn bỏ đi. Lẽ nào anh chị đuổi việc tôi chăng? Vào nhà, tôi nghe chị Hồng bảo: "Chỗ bố và chị dâu của chị tên Huệ cũng đang đóng gạch. Vợ chồng chị Huệ anh Thọ cùng lúc đốt tới 2-3 lò gạch. Em lên ở với anh chị Huệ đóng than và thổi cơm giúp anh Thọ." Tôi mừng quá nhận lời ngay và anh Nhất chồng chị mượn xe đạp chở tôi đi. Đến nhà anh Thọ, câu đầu tiên của bố chị Hồng là: "Người ta còn nhỏ thế kia, làm sao đủ sức vóc đóng gạch mà đưa đến đây?" Anh Nhất giải thích: "Nó nhỏ nhưng chịu khó lắm bố ạ." À, may quá, bố vợ anh Nhất đồng ý nhận tôi vào làm công. Sau bữa cơm trưa, trước lúc tôi về, anh Thọ gọi tôi lại hỏi quê ở đâu. Tôi nói ở Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên. Anh cười và nói với ông cụ: "Thằng nhóc này cùng quê nhà mình bố ạ." À, được anh Thọ đỡ lời, tôi bèn kể cho ông cụ nghe về nơi bố con tôi từng làm mướn. Nghe xong ông nói: "Chủ lò gạch đó là bạn tao, từ đây tới đó 15 cây số." Tôi hỏi anh Thọ đây là đâu. Anh trả lời: "Đó là khu gang thép Thái Nguyên." Tôi hỏi: "Từ đây ra chợ khu gang thép có xa không?" Anh Thọ hỏi lại: "Mày hỏi để làm gì?" Tôi trả lời rằng chỉ để biết. Anh Thọ nói: "Cách chỗ tôi làm thuê khoảng 4 cây số. Hỏi vậy, nhưng tôi biết rõ về chợ khu gang thép Thái Nguyên. Vì khi còn làm chung với bố, tôi hay bị bố sai đi chợ mua lòng bò, lòng dê, đem lên chợ Quán Triều gần nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ để bán lại. Ông cụ bố vợ Nhất giao cho tôi đóng than, mỗi ngày 500 viên. Tôi nhận vị trí làm việc xong, anh Tạo bảo tôi: "Tối nay có đoàn văn công quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang diễn ở câu lạc bộ khu gang thép, tao cho mày đi xem." Nói rồi anh cho tôi 2 hào, tôi nói tôi có tiền rồi. Tan cuộc biểu diễn, tôi về lúc mọi người đã ngủ say, có lẽ 11 hoặc 12 giờ đêm gì đó.
Trăng rất sáng khiến tôi không ngủ được, nên gánh nước trộn than và đóng luôn mỗi khuôn 12 viên. Đến gần sáng, than được đóng kín cả sân khoảng hơn 1000 viên. Sau đó tôi vào bếp ngủ trên chiếc giường nhỏ dành riêng cho tôi. Mới nằm chưa kịp chợp mắt, đã nghe tiếng gọi của anh Thọ. Dung ơi, dậy ăn bát mì, còn đóng than. Tôi dậy ăn vội bát mì, mắt cứ díu lại. Thấy thế anh Thọ hỏi, tối qua đám văn công tàu hát khuya lắm phải không? Tôi trả lời, 10 giờ là xong. Anh Thọ không nói gì, nhưng ra tới sân, thấy than đóng kín cả mặt sân. Anh hỏi, tối qua mày không đi xem à? Tôi nói, xem xong về thấy trăng sáng, em làm luôn, để sáng cho khô. Chiều em lại đóng tiếp. Tuy không nói gì, nhưng từ đó anh chị Thọ rất thương tôi, nhất là chị Huệ vợ anh Thọ. Mỗi bữa tôi ăn 2 bát cơm, mỗi khi tôi đứng dậy, chị đều kéo tôi ngồi xuống rồi tự tay xới cho tôi thêm 1 bát cơm đầy có ngọt. Vừa ân cần nói, em ăn cho no mới làm được. Hễ có việc đi đâu, chị đều dẫn tôi theo và mỗi tháng chị cho tôi 30 đồng. Lại nói chuyện gia đình tôi, khi tôi đột ngột bỏ đi, lại đổi cả tên nữa, không ai biết tung tích. Sau này các em và hàng xóm kể lại rằng, mẹ tôi cả nghĩ vì quá thương tôi, nên nghi rằng bố tôi say rượu đánh đuổi tôi đi, nằng nặc đòi bố tôi trả lại tôi cho bà. Bố tôi vừa thấy mình có lỗi, vừa sợ mẹ tôi quy tội nên bỏ việc khăn gói đi tìm tôi. Lúc bố tôi bước chân ra đi, bà nội tôi dặn, đi tìm các khu lò gạch sẽ thấy nó. Theo lời căn dặn của bà nội, bố tôi đến các khu lò gạch mà bố con tôi đã từng đi qua để tìm tôi. Cứ dọc đường tàu hỏa từ Hà Nội đến ga Quán Triều, Thái Nguyên, hễ chỗ nào có lò gạch là bố tôi tìm đến. Bước sang ngày thứ 5, bố tôi ghé vào khu lò gạch xã Xuân Quang, gặp được ông chủ Tạo cùng quê. Bố tôi tả hình dáng của tôi. Ông Tạo nói, có một cậu bé cùng quê làm ở đây, vóc dáng giống như bác kể, nhưng không phải tên là Thổ mà tên là Dung, đã bỏ đi cách đây vài tháng. Đến ngày thứ 7, khi bố tôi vào đến khu lò gạch ở Nam khu gang thép Thái Nguyên, thì gặp ông chủ Thọ cùng quê. Khi nghe bố tôi hỏi thăm và tả hình dáng của tôi, ông Thọ nói, có một cậu bé tuổi như vậy và người như bác kể, nhưng cậu ta tên là Dung. Bố tôi mừng quính, đúng con tôi rồi, người ta nói nó tên là Dung. Lập tức, ông chủ Thọ dẫn bố tôi ra chỗ tôi đang đóng than. Bố con tôi gặp nhau mừng hết biết. Hai cha con ôm nhau khóc, bố tôi bảo, con về nhà ngay, không thì mẹ con giết bố mất. Ông chủ Thọ chứng kiến cảnh bố con tôi gặp nhau, không giấu nổi xúc động. Ông mời bố tôi nán lại ăn cơm rồi hãy về. Bố tôi vào nhà để cảm ơn ông cụ và vợ chồng ông chủ Thọ. Chị Huệ gọi tôi vào buồng riêng của vợ chồng chị, rồi mở vali cho tôi 30 đồng. Ông Thọ tưởng chị Huệ chưa cho tôi tiền, nên giấu chị Huệ cho tôi thêm 20 đồng. Ông cụ thân sinh ông Thọ lại cho tôi 20 đồng nữa. Tổng cộng, tôi có 120 đồng đem về cho mẹ. Vào thời điểm đó, 120 đồng quả là món tiền không nhỏ. Việc tôi trở về khiến cả làng Năm Mẫu đều mừng vì tôi còn sống. Và quan trọng hơn là bố tôi cũng được giải thoát khỏi sự ám ảnh vì đã bỏ rơi con trai mình. Riêng tôi được trở lại với thời thơ ấu nhọc nhằn và bước ngoặt mới của cuộc đời. Lúc này tôi đã là cậu thanh niên có đủ sức khỏe và bản lĩnh. Một hôm, bố tôi nói với mẹ là rủ mấy người nữa xin hợp tác xã mở lò gạch để nung gạch bán cho người xây dựng. Mẹ tôi đồng ý và bố tôi rủ được bác xã, bác thân là người cùng làng và bác Đài ở làng Kiến Châu mở lò gạch. 4 người thảo đơn gửi ông xưa là em ông nội tôi, lúc đó làm chủ nhiệm hợp tác xã, được ông chấp thuận và hợp tác xã giao cho 3 ông miếng đất chừng 1 mẫu bắc bộ, khoảng 3.600 m2. Công việc được triển khai rất nhanh.
Ngay trong tháng 7 năm 1964, mẻ gạch đầu tiên đã ra lò và bán hết ngay. Từ lò thứ nhất đến lò thứ hai và thứ ba đều trôi chảy. Tháng 12 năm 1964, tôi không còn được làm gạch với bố và hai bác nữa, vì tôi được gọi vào đội thủy lợi của xã, trực tiếp tham gia vét sông Leo Cự Lộc, Leo Cầu Ràm, nằm trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải, viết tắt tên ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Sau đó quay lại nạo vét sông Thi Ba Đông, rồi điều xuống Quảng Ninh, tham gia chặn sông Cầu Đá Bạc, cầu Hang Mai thuộc huyện Uông Bí để xây dựng nhà máy thủy điện. Vào thời điểm này, cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân của Mỹ đã leo thang đến đỉnh điểm ác liệt. Quảng Ninh, Hải Phòng là một trong những trọng điểm đánh phá của kẻ thù. Đội thủy lợi của chúng tôi chịu trách nhiệm chặn sông cầu Hang Mai. Lúc đó, tôi vừa tròn 17 tuổi, chưa hiểu biết nhiều về sự tàn phá của chiến tranh. Hễ thấy máy bay Mỹ đến ném bom là y như rằng các loại súng của bộ đội, dân quân đều hướng nòng súng lên trời nhằm vào những tốp máy bay Mỹ mà bắn. Có lúc tôi mải mê đứng xem, trong lúc mọi người đều phải chui vào hầm. Có người bực mình mắng tôi, bộ mày muốn chết hay sao? Tháng 6 năm 1965, đội thủy lợi xã tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi được trở về với gia đình. Rồi tôi được bầu vào ban chấp hành chi đoàn trên cương vị bí thư. Sau đó, tôi lại được bầu làm thư ký hợp tác xã, được cử đi học khóa đào tạo cấp tốc cán bộ hợp tác xã do tỉnh tổ chức tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Tại lớp học, tôi mừng hết biết khi gặp lại các ông chủ lò gạch mà trước kia từng mướn cha con tôi làm thuê cho họ. Gặp tôi, ai cũng mừng và khen tôi trẻ khỏe và bảnh trai hơn. Những lời khen ấy khiến tôi phồng mũi, rất tự hào về bản thân. Tháng 12 năm 1965, tôi chính thức làm thư ký cho hợp tác xã, kiêm trung đội trưởng trung đội dân quân chiến đấu của xã. Đội được trang bị một khẩu súng K-44. Đi đâu, tôi cũng kè kè mang theo với vẻ mặt đầy hãnh diện. Những lúc đang lao động trên đồng cùng các xã viên hợp tác xã, hễ thấy máy bay Mỹ bay qua để đánh vào Hà Nội, y như rằng có phản xạ tự nhiên, tôi lập tức giương súng lên trời bắn và bị bà con xã viên mắng cho một trận ra trò. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy mình chẳng giống ai. Có lẽ lúc đó tôi bắt đầu biết yêu, và mối tình đầu của tôi chính là cô Nguyễn Thị Vẻ. Do cùng cảnh nghèo nên bố tôi và bố cô Vẻ rất thân nhau. Bố tôi làm nghề lái đò từ khi cô Vẻ và tôi mới khoảng 6-7 tuổi. Một lần bố Vẻ đi chợ không may đắm đò bị chết đuối, trôi cách làng 5-6 cây số. Bố tôi phải đi tìm vớt xác ông về. Nghe mẹ tôi kể, khi vớt được xác ông đã bị trương. Nhưng lạ lùng thay, khi mấy mẹ con cô Vẻ đến nhận xác ông về an táng, thì miệng ông bỗng ộc máu ra. Từ hôm đó cho đến hết tháng sau, anh em chúng tôi không ai dám ngủ với bố, vì bị ám ảnh cái cảnh cha tôi đã chứng kiến cái chết thương tâm của bố cô Vẻ. Tình yêu của chúng tôi mới chớm nở đã bị mẹ ngăn cản. Với lý do năm 1952, chị gái của Vẻ từng được chú út tôi hỏi cưới, nhưng vì chê nhà nội tôi nghèo mà gả cho con trai cụ Lý Trường Chinh. Tháng 3 năm 1966, tai họa lại ập xuống gia đình tôi. Một trận bão khủng khiếp kéo theo mưa to đã nhấn chìm cả khu lò gạch. Nhà tôi và các bác xã, thân, đài đều trắng tay. Công nợ lại dồn dập đổ lên đầu bố mẹ tôi. Gia cảnh tôi lúc này thật bi đát. Đã đói vì phải kiếm tiền trả nợ. Lại thêm mẹ tôi mới sinh người con thứ 7 là cô em gái Trần Thị Thi. Thành thử cả nhà, bữa đói thì nhiều, bữa no thì hiếm. Có ngày tôi phải uống nước trừ bữa, dành cơm cho mẹ ăn để có sữa cho em Thi bú.
Nói là cơm, nhưng thực ra là ngô luộc. Tôi nhớ như in, vào đầu tháng 7 năm 1966, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có chủ trương đưa dân đi làm kinh tế mới ở tỉnh Hà Bắc. Tôi liền đăng ký ngay cho gia đình, mặc dù em Thi của tôi mới 3 tháng tuổi. Địa điểm đến khai hoang là xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc. Giữa tháng 7 năm 1966, gia đình tôi cũng như bà con trong xã đi làm kinh tế mới, đều vào hợp tác xã Yên Dân, tên ghép của hai xã Yên Sơn và Tứ Dân. Lại nói, trước khi gia đình tôi đi khai hoang, tất cả các chủ nợ đều đến đòi nợ và ra điều kiện tôi phải ở lại, lo kiếm tiền trả nợ thay cho cha mẹ. Vì lẽ đó tôi không có tên trong danh sách những người đi kinh tế mới. Sau khi gia đình tôi đến vùng kinh tế mới được vài tháng, tôi cũng đi làm thuê bằng đủ việc có thể, kể cả sang tận Thường Tín, tỉnh Hà Đông, mót lúa, trả được nợ cho 2-3 chủ nợ. Ban chủ nhiệm hợp tác xã đã phê bình tôi về tội bỏ việc đi làm thuê, nhưng biết hoàn cảnh của tôi nên không bắt kiểm điểm trước xã viên. Ngày 20 tháng 9 năm 1966, tôi được gọi nhập ngũ, các chủ nợ lại kéo đến đòi nợ. Tôi phải nhờ hợp tác xã giúp đỡ bằng cách cho tôi vay tiền cộng với thanh toán công điểm của tôi để trả nợ. Thương tình, chú Đăng kế toán trưởng đã ghi khống điểm để thanh toán cho tôi, không chỉ có tiền trả hết nợ mà còn dư 185 đồng và giữ lại được căn nhà. Nhà thì tôi gửi bà nội phòng khi bố mẹ tôi không trụ nổi ở khu kinh tế mới, phải quay về quê, còn có cái nhà mà ở. Trước khi nhập ngũ, tôi quyết định đến khu kinh tế mới để tìm gia đình và dự tính số tiền còn lại. Tôi sẽ đưa cho mẹ 150 đồng, chỉ giữ lại 35 đồng làm lộ phí nhập ngũ. Ngày 25 tháng 9 năm 1966, tôi đến khu kinh tế mới Yên Dân, gặp gia đình và báo tin cho bố mẹ biết tôi nhập ngũ. Mẹ tôi nước mắt tuôn trào khi tôi báo tin đã trả hết nợ và vẫn giữ lại được căn nhà. Điều làm tôi yên lòng là ở khu kinh tế mới, nhà tôi không còn thiếu bữa triền miên nữa. Các em đều được đến trường. Trước lúc tôi lên đường, chủ nhiệm hợp tác xã Yên Dân là ông Sản, vốn là đảng ủy viên của xã Tứ Dân, được cử đi kinh tế mới, lại là anh trai của thầy giáo Trản dạy tôi hồi lớp 2, lớp 3, đã thay mặt cho ban chủ nhiệm hợp tác xã Yên Dân đến thăm động viên và chúc tôi lên đường hành quân có nhiều sức khỏe, rồi tặng tôi một ngân phiếu trị giá 20kg thóc. Tôi đưa ngân phiếu cho mẹ, nói lời cảm ơn ông Sản và bà con hợp tác xã. 20kg thóc nghĩa tình ở vùng kinh tế mới thời đó quả là món quà quý giá đối với một gia đình nghèo khó thâm niên như nhà chúng tôi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.